em xin chào tất cả mọi người nha. Em là nhân vlog 1989 đây. Em là người chuyên hỗ trợ tư vấn làm lọc nè, xử lý nước và điều trị bệnh cho cá. Đặc biệt là mình có thiết kế miễn phí nha. Anh chị nào ở nhà mình có hồ cá coi nói riêng và cá cảnh nói chung đang gặp những cái vấn đề giống như nhân vừa chia sẻ đó, mọi người cần một cái người hỗ trợ tư vấn đặc biệt là miễn phí thì nhanh tay liên hệ với lại nhân trong thời gian sớm nhất nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành với lại mọi người. Mong muốn làm sao mà một ngày gần nhất á, mình sẽ hỗ trợ được cho nhiều anh chị em cô chú mình để thỏa mãn cái niềm đam mê nha. Mọi người khi mà xem video thấy những cái mà nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ cho mình một lượt thả like, đăng ký kênh ủng hộ mình để theo dõi những video kế tiếp nhé. Trong video ngày hôm nay thì em mời mọi người cùng với là em sẽ về tỉnh Lào Cai, mình ghé nhà của anh Hải nha, để mình tham quan cái mô hình hồ cá coi của mình tầm cỡ khoảng ngoài 12 khối nha. Cách đây hơn 1 năm thì mình với là anh Hải quen biết nhau. Thời điểm đó thì anh Hải anh nuôi cá trong cái hồ của mình tầm cỡ khoảng 4 khối cả nhà. Và nó gặp một vài cái vấn đề, đó là lọc của mình xử lý chưa có được tốt. Thì sau một cái thời gian thì anh Hải nâng cấp lọc, rồi cá trong hồ của mình càng ngày càng lớn nữa. Thì hiện tại bây giờ sau hơn 3 tháng khi mà mình làm xong cái hồ này á, thì nước như mọi người thấy đó, cực kỳ trong và cá của mình rất là khỏe luôn. Ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của anh Hải lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là giới thiệu hệ thống lọc mà anh Hải ở đây anh tự thiết kế cái đường điện nha cả nhà. Có nghĩa là cái hệ thống lọc của mình sử dụng vừa zoom nè, rồi mình cài đặt cái chế độ tự thay nước, tự vệ sinh luôn. Thì anh chị nào ví dụ như mình đam mê với lại cá coi á, nhưng mà cái thời gian mình không có nhiều để mà mình thường xuyên thay nước vệ sinh giống như lọc truyền thống, thì anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo cái cách mà anh Hải anh vận hành luôn. Có nghĩa là mình không cần phải vệ sinh giống như cái lọc truyền thống của mình, mà cái zoom của mình sẽ có cái chế độ mình cài đặt tự động trên cái thiết bị di động á cả nhà, nó sẽ tự làm cho mình tất cả các cái luôn. Thì bây giờ những cái đó mình làm như thế nào, bây giờ em chia sẻ một vài thông số hồ của anh Hải cho mọi người tham khảo, sau đó mình sẽ nhờ anh Hải chủ hồ ảnh sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết ngay chỗ phần lọc của anh Hải cho anh chị em của chúng mình tham khảo luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha, đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Em xin giới thiệu với lại mọi người, đây là không gian hồ của anh Hải nha. Bây giờ em chia sẻ một vài thông số hồ của anh Hải cho mọi người tham khảo, sau đó mình cùng với là mọi người sẽ xem coi là cái cách mà anh Hải làm lọc như thế nào nhé. Hồ này của mình ở đây với tổng chiều dài hồ chánh và lọc là 6m, chiều ngang của mình thì lấy trung bình nha, 2m2. Mực nước trong hồ thì anh Hải đang để là gần 1m3. Như vậy là mình tính ra tổng thể tích nước hồ chánh và lọc của anh Hải á, nó tầm cỡ khoảng là 17 khối. Trong hồ thì anh Hải đang làm 2 hút đá 90, hút mặt của mình là 60, hút lửng của mình là 60. Thì những cái đường ống này mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh qua hệ thống lọc của mình để mà xử lý. Thì ngay chỗ phần lọc một tí mình sẽ nhờ anh Hải chia sẻ cụ thể chi tiết luôn để cho mọi người hình dung cho nó dễ nha. Trong video này thì mình chia sẻ là mọi người một tí xíu về vi sinh nha. Mấy bữa nay thì có rất là nhiều anh chị nuôi cá nhật có nhắn tin hỏi mình, đó là Nhân ơi, anh lên trên diễn đàn á, anh hỏi thì được một số anh em người ta tư vấn á, nuôi cá Việt có thể là không sử dụng vi sinh nhưng mà nuôi cá nhật phải sử dụng vi sinh. Em có thể nào chia sẻ cho anh một tí xíu về cái vấn đề sử dụng vi sinh để cho anh coi như là yên tâm được hay không, hoang mang quá. Thì trong video này mình sẽ mượn video hồ của anh Hải để mình khẳng định với lại mọi người một lần nữa nha. Vi sinh nó tốt cho hồ cá coi chứ mấy không, nhưng mà mình sử dụng nó cũng được, mà không sử dụng nó cũng được, không sao hết. Cái trường hợp mà mình không sử dụng vi sinh á, mà nước của mình nó không trong, có nghĩa là cái lọc của mọi người hoạt động không hiệu quả. Còn khi hồ của mình không sử dụng vi sinh mà nước của mình vẫn trong, có nghĩa là nó không lệ thuộc vào vi sinh, thì chứng tỏ rằng cái bộ lọc của mình nó đang hoạt động cực kỳ hiệu quả nha. Điển hình như đây là hồ của anh Hải hoàn toàn không sử dụng vi sinh nha cả nhà. Thì minh chứng cho một điều, không phải là mình nuôi cá coi Việt là mình không xài vi sinh, mà mình nuôi cá kêu Nhật mình mới xài vi sinh là nó không đúng. Cá nào cũng xài được, nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là cái bộ lọc của mình. Khi mà lọc của anh chị em của chú mình xử lý nước tốt, thì cái việc mà mình sử dụng vi sinh đó, nó giúp mình phát triển cái hệ vi sinh nhanh hơn thôi, chứ không phải là mình lệ thuộc vào nó. Có nghĩa là có thì sử dụng cũng được, mà không có cũng không sao, cũng không ảnh hưởng gì hết. Tại vì hồ của anh Hải đây là anh không xài vi sinh, mà nước thì mọi người thấy rất là trong, cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Cá trong hồ ở đây thì anh Hải nuôi toàn bộ 100% là cá Nhật nha. Thì chứng tỏ một điều rằng á, cái việc mà mình xài vi sinh á, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái bộ lọc của mình đâu. Tại vì quan trọng nhất là cái lọc của mình. Anh chị em cô chú mình xài truyền thống hoặc là mình xài zoom giống như của anh Hải cũng được, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là vận hành như thế nào, nó mới là quan trọng nha. Thì bây giờ vận hành như thế nào để cho nước trong hồ của mình trong được như vậy, cá của mình khỏe mạnh được như vậy, mình sẽ nhờ anh Hải chủ hồ ảnh sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết luôn để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Đây là cơ cấu bộ lọc. Bộ lọc bây giờ lọc đáy này gồm có
hai hút đáy này. Đây vừa rửa lá cây nó rơi xuống thì nó hút hết. Gồm có hai hút đáy 690, một góc này một góc này, một hút lửng, một hút lửng 60 này. Đây một luồng này, luồng thì phải bẻ như này, kia một luồng. Đây một hút mặn 60. Đây là xả tràn. Đấy. Tất cả đưa vào trái tim của nó là đây. Cái drum này. Drum này là drum 60 khối thì nói chung là drum là tự chế. Drum hở. Drum hở. Đây là xả tràn. Đấy, trong này có hai cái UV 90, 60 với 70, 75W. Hệ thống điện thì gồm có một oxy cộng với lại hai máy Perahi, một máy là 40 khối và một máy là 25 khối để chế độ thấp, cùng với lại một máy bơm. Máy này là máy 45 này, máy này là máy 125 này, còn đây là một cái máy bơm thác. Tất cả hệ điều khiển là do mình tự làm. Cái này thì là để hẹn giờ, bật tắt đèn, rồi tắt thác, bật thác. Hệ thống điện thì nó như thế này, gồm có ngăn lọc, ngăn này. Chất lượng nước thì phải nói là không chê được vào đâu rồi. Sau gần 2 tháng thì chất lượng nước là rất tốt. Cơ cấu của cả cái bể này là 14 khối, sâu ở 1m35. Nhìn rất sâu, hôm nay đang kiểu đang ánh nắng, đang ánh nó ngược sáng nên là nhìn nó mờ. Vừa rồi thì anh Hải đã chia sẻ là mọi người cái cách mà anh Hải làm lọc anh em nha. Nó có những cái điểm sau đây mà mọi người cần lưu ý nếu như mình muốn làm những cái hồ lớn mà sử dụng lọc zoom giống như của anh Hải nha. Cái đầu tiên đó là mình đi đường ống hút đáy hút mặt, nó phải phù hợp với lại cái hồ của mình là cái đầu tiên nè. Cái thứ hai là nếu mà anh chị em cô chú mình xài zoom á thì phải xài nó lớn so với lại cái hồ của mình. Ở đây thì anh Hải anh sử dụng cái zoom của mình là 60 khối, rất là ok nha cả nhà. Kết hợp với lại cái lọc truyền thống của mình nữa. Ví dụ như zoom thông thường thì anh em cũng biết rồi. Và ở đây mình nói chung là cái lọc của anh Hải, nó cái kiểu như là lọc kép, vừa zoom mà vừa lọc truyền thống. Thì những cái ngăn truyền thống mọi người có thể là bổ sung thêm đảo hạt canet nè, hoặc là mình để Z-mat giống như của anh Hải. Đồng thời mình có thể là xen kẽ thêm những cái vật liệu lọc. Đó là cái cách mà mình sắp xếp. Thì khi mà mình sắp xếp nó hợp lý, mình nghĩ là mọi người cũng đã nhận được cái câu trả lời có nên sử dụng vi sinh hay không cho cái hồ của anh Hải rồi, đúng không cả nhà? Hồ này của mình thì không nhất thiết phải xài vi sinh đâu, tại vì khi cái bộ lọc của mình nó vận hành một cách tốt nhất á, tầm cỡ khoảng 1 tháng thôi là cái hệ vi sinh của mình nó ổn, thì lúc này mình không cần bổ sung vi sinh nha. Thì anh em trao đổi với nhau, mình có hỏi anh Hải là từ lúc mà anh làm xong cái hồ này đến thời điểm hiện tại bây giờ á có chăm vi sinh hay không, thì anh Hải nói với lại mình là ảnh nói không với là vi sinh nha cả nhà. Đây là một trong những cái thông điệp mà cái mình đang mong muốn đến với lại mọi người nha. Có nghĩa là vi sinh sử dụng vẫn được, nhưng nếu như cái lọc của mình tốt thì không nhất thiết phải xài vi sinh. Và một cái hay ở đây nữa, đó là ngay chỗ cái phần lọc của anh Hải, toàn bộ là anh Hải ảnh gắn cái điều khiển trên thiết bị di động thông minh. Có nghĩa là mình không cần phải vệ sinh, không cần phải thay nước. Nó có cái chế độ cài đặt á, tầm cỡ khoảng 1 tiếng thì nó sẽ tự động nó vệ sinh cái zoom cho mình, rồi nó châm nước bù vào cho mình luôn. Đó, chứ nó không giống như là cái lọc truyền thống ngăn lắng của mình thì tầm cỡ khoảng 1 tuần, 2 tuần mình phải xả 1 lần, rồi 1 tháng, 2 tháng mình vệ sinh. Ở đây thì nó tự làm cho mình. Nên là mình 1 năm hoặc là 2 năm gì đó mình không cần vệ sinh lọc cũng được luôn nha cả nhà. Thì đó với lại cái cách làm lọc giống như của anh Hải, nó sẽ phù hợp cho anh chị em của chú nào mình đam mê với lại cá coi nhưng mà không có cái thời gian để thường xuyên vệ sinh á, thì có thể là tham khảo cái cách mà cài đặt chế độ thông minh giống như của anh Hải nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại anh Hải đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ của mình tầm cỡ khoảng ngoài 13 khối, rất là đẹp nha, hệ thống lọc cực kỳ hiệu quả luôn. Thì anh chị nào ở nhà mình có không gian rộng, mình muốn làm những cái mẫu ngoài 10 khối thì anh chị mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Hải luôn nha.
Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha cả nhà. Cũng đại diện cho bên kênh đó anh Hải, em cảm ơn anh trai rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thấp lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Hải làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người khi mà xem video á, thấy những cái mình cũng như là anh Hải chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.